Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Sau một thời gian mà không làm video clip gameplay thì mình đã đít mẹ cái nhạc game ấy đi. Mẹ cái nhạc cứ bị kiểu bựa thì đéo nào ấy. Thôi. Sau đây là gameplay của một cái game tên là Never Ending Nightmare của một hãng gọi là mới. Mẹ hãng đang kiểu rất là kêu gọi mọi người ủng hộ tiền trên Kickstarter để làm được cái game này. Đây là bản demo, mình sẽ chơi thử. Sao? Mẹ mày game gì ấy? Vãi. Mẹ game gì ấy? Ôi. Mình đã tỉnh dậy rồi. Holy shit. Mẹ nó. Vãi, đây là nhân vật chính của mình. Vãi, vừa nãy mình tự nhiên có con kia nó bị đâm vào. À, ghê vãi. Thử đi đây xem nào. Vãi, cả bức tranh kìa. Mẹ Slenderman đứng đằng sau kìa. Vãi, mẹ game này liên quan nhiều game vãi. Tổ sư cha nó, game này liên quan cả Slenderman kìa. Mẹ mấy bức tranh trên tường nhìn cái người đàn bà gì đây, điểm sao đây. Sao xung quanh mấy cái cục đá đúng xít này. Mẹ ghê vãi. Xong có ảnh mẹ mấy cái ông thiếu tướng, thiếu tá thì mẹ chắc không. Đây nhân vật chính à. Tại sao rồi vừa nãy mình lại cái thằng đâm lại có cái kiểu quần áo giống mình ấy, hay là mình là sát nhân xong mình kiểu như kiểu Anexia ấy đấy, mẹ ghê vãi. Mẹ nhắc đến Anexia thì mình nhớ ra mình đéo chưa làm gameplay, nhục quá. Mẹ hứa với khán giả mình đéo làm. Ok, lại một bức mẹ chân dung của Slenderman à. Vãi, lại Slenderman nữa này, càng ngày càng gần thế sao ấy. Mình có nên đi xuống đây không các bạn? Thôi, trong phim kinh dị cứ đi xuống tầm hầm là chết. Mẹ sao đây? Vãi, cái ông mặt ghê vậy. Mẹ, game này âm thanh ghê quá, ảo diệu quá. Vãi lại Slenderman này, càng ngày càng gần này. Vào phòng này xem. Nhớ là phòng này là có kỳ kiếc thì có vẻ đây là phòng của mấy đứa kiểu con trai hồi của nước ngoài. Chúng nó toàn chơi cái đồ của quân kiểu bữa. Gấu tắt đi nữa là mình gợi nhớ đến âm mong suy vãi đái mẹ cho cái con cái thằng này đi à. Vãi ỉa xong chưa, chẳng nghe tao ỉa mẹ mày. Vãi, bọn này nhiều đồ chơi nhỉ, bọn nước ngoài nhiều đồ chơi vãi đái, trong khi mình có mỗi mẹ cái PS3 Xbox các thể loại, nói chung không khoa khoan. Vãi mẹ, cái phòng này được nhiều búp bê nhìn ghê. Mẹ cái này lại còn tự đung đưa đó, thì cái búp bê này giống cái con mình đâm vừa đấy. Vãi đấy, lại vào phòng gì đấy, mẹ lại búp bê này. Ủ vãi, chặt đầu à, phải không? Ủ vãi, chặt đầu này. Ủ vãi, mẹ rơi mẹ đầu kìa, ghê vãi. Đây đường này, clip bữa nhất mình thấy mẹ nó. Vãi, mẹ tối lại xuất hiện bên này. Cái lồn gì vậy, đi mẹ mày, mày dọa bố mày. Giật mình mẹ mày. Mẹ chưa nhập tâm quá, mẹ chơi lần đầu tiên chơi toàn bị kiểu sợ. Mẹ đi đường nào bây giờ. Mẹ này, cảm giác mình bắt chước PewDiePie quá. Nó vừa ra clip để hồi mẹ sáng nay mình tự nhiên mình bắt chước luôn. Mẹ xong về sau mang tiếng bắt chước PewDiePie nhục lắm. Mẹ đéo phong cách mới gì cả. Vào phòng đi, vào phòng đi thằng chó, con đứng nhìn cái gì. Vãi, bơm. Look at the bơm. Vãi cực vếu. Mẹ, phòng gì ấy, phòng may mặc à. Sorry, excuse me. I'm just eat and drink cola so. Vãi đái mình, mẹ. Ở đâu này, sao ở đâu cũng đi thấy mấy cái ảnh đồng lúa. Xong rồi có cái con quạ này, xong Slenderman ấy nhỉ. Lúc thì bên này, lúc thì bên kia, mẹ ghê quá. Vào đây, thử xem nào. Ủa đây phòng gì ý? Phòng khách à, hay phòng trưng bày gì đấy. Đi cửa nào đây rồi, đi cửa này đi. Có tối vãi cả cứt, con mẹ mày sợ vãi lìn. Có cái đỏ đỏ gì ghê vậy, mẹ mày dọa bố mày. Trong này xem nào. À có nến rồi, mẹ thằng PewDiePie nó cầm nến này, nó đi là nó nhìn được hết mọi thứ. Xem mình đi mình có nhìn được. Ủa vãi, trời mưa rồi sao mà nghe tiếng rào đấy. Vãi trời ghê. My God, why have you forsaken me? Ủa vãi, đây là mình mà.
Sao lại có cái huyết đâm giống như kiểu vãi mẹ nhạc ghê ấy. Vãi lọ. Cơ lơ cơ tê. Ơ kìa, mày đùa bố mày đấy à? Mẹ mày cho tao vào một cái phòng một kia có mỗi cái xác xong rồi mày vãi vãi kiểu mẹ thằng này tự sát hay sao ấy. Viết thư tuyệt bệnh xong tự sát rồi. Mẹ ghê vãi. Thôi đi ra ngoài cái đã. Ghê vãi lọ ấy. Mẹ âm thanh trong trò này ghê quá. Ơ kìa. Vãi đã tắt đèn rồi. What the fuck? What the fuck? Cái đít con mẹ. Ôi vãi. Chạy. Amnesia, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị đừng ám em, chị đừng ám em không cố tình giết chị nhưng mà ghê vãi mẹ mày. Đùa với bố mày, mẹ mày Facebook nó tí rồi. Bố mày đang quay clip. Đồn. Ghê vãi mẹ, cái con ấy nó cứ đi theo mình ấy. Mẹ thật. Làm gì có, bố đéo sợ cơ. What the fuck are you gonna do bitch? Vãi mẹ, trời đang mưa kìa. Nhìn cái cửa sổ thấy mấy hạt mưa, mẹ phong cách đồ họa trò này rất hay. Nếu mà ra bản mẹ mình vừa đóng góp $5 vào trong Kickstarter, chắc là nó sẽ đủ $99 sau cuối tuần này thôi. Sau một tuần nữa thôi. Baby girl, what's your name? Let me tell. Cái gì thế? Tao có thấy gì đâu. Thấy cái bóng đen đen ở cửa sổ thôi. Mẹ hả? Chết rồi, quả lại xuống tầng hầm rồi các bạn. Mẹ thấy thằng PewDiePie xuống tầng hầm ghê lắm. Mẹ đâu, mẹ mấy cái đoạn vừa nãy mẹ cái con gì nữa. Mẹ ho. Ho á. Mẹ cái con gì nó đi theo mình nó ám mình mẹ. Xong rồi để có một cái xác người mẹ giống hệt mình. Thế là sao? Trò này ảo diệu thế nhỉ? Mẹ clip mẹ clip mà đây chính xác là clip mẹ ảo diệu nhất mình từng trải qua. Mình từng quay. À đây xuống đây được rồi. Mẹ âm thanh giống cái trò gì nhỉ? Submarine ở một cái game Fast Furious giải đố rất hay. Nhưng mà cái này mang tính kinh dị hơn. À có axe này. Axe. Mùi hương nam cái lờ. Ôi vãi tối như mực cái này bố nhìn thấy cái đéo gì. CLGT sao lại dậy thế hả? Ơ ảo diệu ấy. À bây giờ mới hiểu ý nghĩa của cái tên Never Ending Nightmare, cũng nghĩa là ác mộng không bao giờ kết thúc. Mẹ mình cứ dậy xong lại dậy xong lại dậy xong lại dậy. Ảo diệu ấy. Đường nào? Đường này à? Ủa vãi có máu này. Vãi mẹ ghê. Thôi. Vào cái phòng tao rất là kỵ những cái phòng vệ sinh, xong thì thể nào vào cũng có máu mẹ. Tao kỵ nhất là cái phòng vệ sinh đấy. Trong game kinh dị ấy, cấm chỉ ở phòng vệ sinh trừ trong Outlast. Outlast thì vào phòng vệ sinh rất là hài hước. Có mấy cái đầu mấy cái tay nổi lên. Ok, cứ đi đến đâu là nó lại tắt nến là sao? Ô vãi. Cứ đi đến đâu lại tắt nến này. Đây tắt đi xem nào. Mày tắt đi. Bố mày thách mày đấy. Ôi tôi xong rồi. Tắt thật. Shot me. À đây mình tiếng bài này không ai. Maybe it's the way she was. Strength to my heart and stole it. I say again. Có cái tiếng gì nhỉ? Tiếng lèo xa lèo xèo. Ủa vãi. Ủa vãi càng ngày càng to. Càng ngày cái tiếng càng to các bạn. Mẹ có cái dây gì như kiểu dây treo cổ kia. Xong cái bức ảnh kia kìa. Đấy cái bức ảnh thứ ba đấy. Ghê vậy. Ôi, đi chỗ này lâu thế. Mày đùa bố mày à? Lại Slenderman này. Lắm ảnh Slenderman đấy. Chúng nó là fan của Slenderman rồi. Fan cuồng luôn. Lúc ảnh nào cũng thích thấy chụp tự sướng với Slenderman mẹ. Anh Slenderman cũng cởi mở phết nhỉ. Đập. Một hit. Hai hit. Đến ba hit. Yeah. Đến đây nào. Ôi thôi xong rồi. Tại sao lại phải thế này. Thôi được không sao. Tao what the fuck. Vâng và anh đã tỉnh dậy trong nhà tù. Vì anh giết cô ấy mà. Bạn đã kết thúc bản demo. Cảm ơn đã chơi. Nếu các bạn mà kiểu thích trò chơi này thì hãy ủng hộ cái dự án chúng tôi trên Kickstarter. Chúng tôi cần bạn sự giúp đỡ của bạn để biến cái game này thành sự thật.
cái lời gì đó. Nói chung là mình phải ủng hộ thôi. Nói chung là tạm biệt các bạn đã nhé. Mình các bạn nhớ ủng hộ cái game này. Mình sẽ cho cái link bản demo với cả cái link Kickstarter luôn ở với phần description, nhớ đọc nha. Thôi có gì thì episode sau mình giả dụ như cái Alnesia nhỉ. Đấy nhá, tạm biệt các bạn. Mình ủng hộ 5 đô rồi cho nên là hóng game này lắm. Sẽ có bản full nhá.